Chào mừng các bạn đến với Edu Talk, một chương trình tọa đàm về giáo dục của kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Hôm nay chúng ta cùng trò chuyện về một chủ đề rất quan trọng trong truyền thống văn hóa của người Việt, đó chính là truyền thống tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, vế thứ hai thì tôi tin rằng quý vị và các bạn quan tâm nhiều hơn nữa, đó chính là tôn sư trọng đạo trong thời đại mới. Hôm nay khách mời của chúng ta trò chuyện là một thầy và một trò, thầy Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng của trường Trung phổ thông Việt Đức Hà Nội, và trò là em Quách Thu Hà, học sinh lớp 12 của trường Chu Văn An Hà Nội. Xin chào mừng thầy và trò đến với chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Lê anh. Có lẽ là khi mà nói đến cái chủ đề tôn sư trọng đạo thì nó sẽ được cụ thể ra bằng những cái câu hỏi cụ thể. Câu hỏi đầu tiên là liệu thầy và trò có thể làm bạn được với nhau hay không? Thì quả thực đây là một câu hỏi mà nói lên thì đơn giản, nhưng mà để trả lời nó thì chắc cũng phải suy nghĩ một chút. Trước khi mời thầy Bình và em Hà cùng trò chuyện thì Lê anh xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng xem một clip để xem là thầy và trò đã làm bạn với nhau như thế nào trong một trường hợp của một khách mời của chương trình hôm nay. Clip này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ trên các trang mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Người thầy giáo đang vui vẻ nhảy múa cùng các em học sinh trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng. Đó chính là thầy Nguyễn Quốc Bình, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Việt Đức. Khi mà tập luyện với thầy các tiết văn nghệ ấy, thì em thấy rất là vui và rất là thích. Mình vừa vào trường mà được tập văn nghệ chung với hiệu trưởng sau một lễ diễn khai giảng ấy, thì em thấy rất là thích và tự hào. Công việc của một thầy hiệu trưởng khá là bận rộn. Nhưng thầy Bình vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tham gia các hoạt động cùng học sinh của mình. Đó là vì thầy cũng khá là lớn tuổi rồi, thế nên là khi mà tập luyện thì cũng khá là khó khăn. Và khi mà em tập luyện với thầy thì phải khá là lâu, nhưng mà thầy vẫn luôn kiên nhẫn và cố gắng để hoàn thành. Vị trí như được hoán đổi, các em học sinh hướng dẫn thầy giáo từng động tác nhảy sao cho đúng và đẹp nhất. Khoảng cách đã được thu ngắn lại, thầy và trò trở nên gần gũi, cởi mở như những người bạn thực sự. Em nghĩ là việc thầy giáo và học sinh thân thiết như thế thì rất là tốt, và điều đó sẽ khiến cho học sinh có cảm giác muốn đi học hơn, có cảm giác muốn được gặp thầy giáo của mình hơn, và sẽ có động lực trong học tập hơn và cũng sẽ vui vẻ hơn mỗi khi đến trường, chứ không còn cảm thấy áp lực hay căng thẳng nữa. Đây quả thực là một hình ảnh rất đáng yêu và ý nghĩa, mang đến một góc nhìn mới trong mối quan hệ giữa thầy và trò. Thông qua đó, thầy cô có thể hiểu và nắm bắt tâm lý học sinh tốt hơn, giúp tăng thêm hiệu quả trong việc giáo dục và giảng dạy. Quý vị thấy thế nào ạ? Một thầy giáo phải gọi là thầy giáo xì tin. Với một cái clip mà tôi nghĩ rằng là gợi rất nhiều cảm hứng cho mọi người khi xem nó, không chỉ những người trong ngành giáo dục, bản thân tôi cũng là một người làm thầy giáo, mà tôi cũng khó tin rằng mình cũng có thể là nhảy múa và đồng điệu với học trò hàng trăm hàng ngàn học trò như vậy trong không gian của trường. Xin hỏi thầy là sự thực là vì sao thầy lại làm như thế? Tôi nghĩ để giáo dục được học trò thì người thầy cũng phải hiểu được học trò. Làm một người thầy giáo giỏi đã rất khó, nhưng làm một người thầy giáo lại làm bạn được với học trò lại càng khó hơn. Để có thể tiếp cận, giao lưu, trao đổi với các em, không có gì hơn là người thầy cũng phải sống cùng với các em, hòa cùng vào các cái hoạt động đang diễn ra trong nhà trường. Thật khó tin là một người thầy 60 tuổi lại có thể trẻ hóa như vậy với học trò. Liệu rằng là cái điều đó có gây khó khăn cho thầy không? Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, vì ở lứa tuổi của tôi thì người thầy thường là phải tỏ ra đạo mạo, phải nghiêm túc, thế và mọi cái hành vi nó cũng phải có những cái gọi là chuẩn mực nhất định. Nhưng nếu ta tham gia làm những việc này thì thầy cô suy nghĩ thế nào, học trò suy nghĩ thế nào, nhưng cái việc làm của tôi lại được gợi ý từ chính các em học sinh. Khi tôi xem các em tập các cái điệu nhảy hoặc là tập các chương trình văn nghệ, các em có nói mà thầy ơi, thầy tham gia cùng chúng em đi. Thế tôi cũng có nói là
thầy cũng chưa nhảy cùng các em bao giờ, và không, thầy cứ thử vào đây. Thì khi mà tham gia thì tôi thấy mình cũng hào hứng hơn, và tự nhiên thấy các em nó rất là gần gũi, thân thiện. Thật thú vị khi mà thầy Bình được học trò cổ vũ đến như vậy, và từ một cái lời mời thầy tham gia thôi, các em đã thực sự có cái sự hướng dẫn thầy để rồi thầy cũng hòa nhập với các em như vậy. Nhưng ở góc độ một học trò ở trường khác, Hà thân mến, em thấy một người thầy như thầy Bình ấy thì em thấy có phổ biến không? Dạ, em nghĩ là không phổ biến lắm, thế nhưng mà cũng có gặp nhiều ạ. Ừ. Cá nhân ở trường em thì em cũng có gặp một vài thầy giáo và cô giáo như vậy rồi. Em hỏi thật nhé, khi mà thấy những thầy cô giáo mà hoạt động của học trò hay theo như vậy, mặc dù họ lớn tuổi rồi cũng hơi gượng một chút đúng không? Thế nhưng mà họ vẫn rất cố gắng như vậy, thì cái cách mà em nghĩ về các thầy cô giáo đấy là như thế nào? Đầu tiên, thứ bật ra đầu tiên trong đầu em đấy chính là một sự quý mến và sự gần gũi. Khi mà em thấy một người thầy cô giáo nào đó mà tham gia cùng với những hoạt động bọn em, ví dụ như là nhảy múa hay là tập thể dục giữa giờ chẳng hạn, thì bọn em sẽ cảm thấy là ồ, thầy cô đang tập cùng với mình, và mình cảm thấy được cổ vũ, mình cảm thấy được thấu hiểu. Và từ đấy thì em nghĩ là nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách thế hệ giữa thầy và trò. Nhưng mà đặt ngược trở lại là có những người thầy họ về mặt tâm lý, họ không phải người thực sự cởi mở đến như vậy. Họ muốn giữ cái sự mô phạm, cho nên là họ cũng không sẵn sàng với việc này. Mà họ không muốn phải, thí dụ như thầy Bình đã làm một cái việc rất là tốt và tạo ra một cái trào lưu, và nó rất tốt thì mọi người sẽ muốn theo. Nhưng cái chính điều đấy gây áp lực cho những người thầy mà họ không có cái năng lực để mà làm việc đấy. Thì em nghĩ thế nào? Thực ra thì nó cũng không sao đấy, bởi vì là nó cũng chỉ là một cái khía cạnh mà cái sự thấu hiểu học sinh nó thể hiện ra thôi. Và nó cái sự thấu hiểu học sinh đấy nó có thể được thể hiện bằng rất là nhiều khía cạnh khác. Ví dụ như là cái việc lắng nghe học sinh ở trong giờ giảng bài chẳng hạn. Và nếu mà các thầy cô cảm thấy không thể nào mà kiểu hòa nhập hay là nhảy múa học sinh được thì cá nhân em thấy cũng không sao cả. Vậy thì mỗi người có một cái cách khác nhau để làm thế nào có thể kết bạn được với học trò nhiều hơn. Như em dùng một từ rất hay là có thể, cái gì nhỉ, có gì cảm nhận được học trò à? Nếu như được quay ngược trở lại thời gian, thầy có quyết định là thầy sẽ xì tin, tôi xin phép nói cái từ cho vui vui như vậy, sớm hơn nữa không ạ? Tức là từ cái năm mà thầy còn rất trẻ. Chắc là tôi sẽ có những cái thay đổi sớm hơn. Vì dù sao tôi cũng là cái sản phẩm của một cái thời kỳ mà người thầy phải luôn luôn giữ được cái hình ảnh mô phạm trong mắt học trò, cho nên mọi sự thay đổi nó cũng cần có thời gian. Vâng. Và nó cũng còn phải có một cái sự thay đổi của cả xã hội nữa. Nếu như mà trước kia mà người thầy mà có những hành động như tôi chắc là sẽ bị phê phán rất nhiều. Nhưng bây giờ lại được các em học sinh chấp nhận, được xã hội chấp nhận, được cả các thầy cô giáo khác chấp nhận, thì tôi nghĩ đó cũng là nhờ cái sự thay đổi của cả một cái không khí dân chủ chung trong giáo dục và của xã hội. Thầy có tin chắc chắn là tất cả mọi người đều ủng hộ chuyện đó không? Đặc biệt là những người đồng nghiệp của mình. Không, tôi nghĩ là có những người không đồng tình với tôi về việc này, và cũng có những người chê bai chứ. Vâng. Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, vì mỗi một người đứng ở góc độ khác nhau, nhìn nhận cái sự vật hiện tượng khác nhau. Tôi cũng có cái suy nghĩ như thế này, là thầy Bình là hiệu trưởng đúng không em à? Cho nên thầy có một cái sáng tạo trong hoạt động để tiếp cận học trò dễ được chấp nhận hơn là một thầy cô giáo bình thường khác ở trong trường. Là trên họ lại có thầy hiệu trưởng mà lại khó tính, mà lại muốn giữ cái chữ mô phạm ấy, cho nên là thầy hiệu trưởng kia sẽ bảo là thôi thôi đừng có làm như thế. Thế nên giả sử thầy Bình không phải là hiệu trưởng mà thầy chỉ là một giáo viên bình thường thôi, thầy làm như vậy và nhận được sự phản đối của thầy hiệu trưởng trong trường, thầy sẽ làm thế nào? Câu chuyện này cũng đã xảy ra đối với tôi lúc làm giáo viên trong giờ dạy. Để lôi kéo học sinh thì tôi cũng có những cái câu nói hoặc là có những cái hành động mà để tạo cái cảm hứng cho học sinh, tạo cái một cái không khí học tập nó vui vẻ hơn. Thì thầy hiệu trưởng cũ của tôi cũng có nhắc là không nên làm như thế, vì đây là giờ học, làm như vậy là sẽ mất trật tự và có thể gây ồn sang lớp khác. Lúc đấy tôi cũng rất là băn khoăn và chăn trở, và cũng không dám phản ứng gì, và tôi cũng chỉ có cách là xin lỗi. Tuy nhiên là tôi vẫn âm thầm thực hiện, nhưng những tiết học sau khéo léo hơn, tiết nhẹ hơn, nhàng hơn đúng không ạ? Và nó không được bộc lộ mạnh mẽ như trong cái clip vừa rồi. Nên tôi lại càng thấy điều thầy nói rằng là thầy muốn nó sớm hơn. Nếu thầy sực trở lại thời gian thì quả thực đó là một cái mong muốn rất là chân thành từ phía thầy. Xin hỏi em Hà một câu nữa là sự thực trong các em học sinh ở lứa các em ấy, nhìn thấy những người thầy như vậy thì đầu tiên là sự cảm mến, nhưng có ít nhiều nó làm mất đi cái tính mô phạm nào đó
mà mình đã từng xây dựng hình ảnh trong đầu của mình không? Thực ra là không, bởi vì là một con người thì luôn có nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Tức là có thể là trong những cái giờ hoạt động tập thể thì các thầy cô rất là tham gia cùng với mình, rất là nhiệt tình. Thế nhưng mà trong giờ học thì các thầy cô lại quay trở về hình ảnh một người thầy nghiêm khắc và thực sự là dạy nên những cái bài giảng hay và kích thích được cái sự ham học trong bọn em. Thì cái tính mô phạm nó không hề bị mất đi. Nó chỉ là thể hiện thêm một khía cạnh khác của người thầy và làm cho học sinh cảm thấy là gần gũi hơn. Vậy thì Hà, có khi thầy cô sẽ linh hoạt, mềm mại, có khi nghiêm khắc, và em chấp nhận được hình ảnh của cả hai trong một đó đúng không? Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà thế thì anh hỏi em thêm là vậy thì cái sự kính trọng thầy cô giáo trong học trò ấy thì thường đến từ điều gì? Theo em thì cái sự kính trọng từ bản thân em thì đầu tiên nó xuất phát từ những cái tri thức mà thầy cô có. Nó xuất phát từ cái sự ngưỡng mộ những cái gì mà thầy cô đã tích lũy được trong rất là nhiều năm sống trên cuộc đời và thầy cô truyền lại cái cho bọn em. Cả kinh nghiệm sống lẫn kiến thức, và đấy là cái đầu tiên mà bọn em kính trọng. Cái thứ hai thì theo em nghĩ đó chính là cái sự lắng nghe. Mà thấy khi mà bọn em có cái ý kiến thì thầy cô sẽ lắng nghe bọn em. Và đấy là hai điều mà theo em nó là quan trọng nhất. Chứ không phải nhân thân thầy cô, hành vi ứng xử hàng ngày của thầy cô hay là một cái khuôn vàng thước ngọc nào đó mà thầy cô cần phải tạo dựng như bấy lâu nay xã hội vẫn yêu cầu các thầy cô phải làm. Bởi vì em nghĩ là học sinh bây giờ có cái tư tưởng khác. Và cái mà bọn em cần nó không phải là một người thầy theo một cái khuôn mẫu nhất định, mà bọn em cái mà bọn em cần hơn đấy là một người thầy có thể hiểu được bọn em. Các em mong muốn điều gì ở thầy cô giáo? Bọn em mong muốn là thầy cô có thể lắng nghe hơn và sửa đổi những cái bản thân mình để sao cho phù hợp hơn với bọn em, để bọn em có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn. Chứ không phải ngược lại là các em cần phải sửa đổi để phù hợp với các thầy cô hơn. Và đương nhiên bọn em cũng phải sửa đổi nữa. Cái bạn trẻ ấy, thì họ sẽ hơi bướng bỉnh. Và cái điều mà em cần là thầy cô sẽ có thể hơi thông cảm hơn cho bọn em một chút. Và khi nào mà bọn em lớn lên thì bọn em có lẽ sẽ hiểu được và từ đấy học thêm nhiều bài học cho mình. Thì rất thú vị. Nghe Hà nói tôi thấy thầy Bình cũng mỉm cười. Một chặng đường dài làm giáo dục như vậy thì thầy có sự so sánh đấy, đúng không ạ? Rõ ràng cái thế hệ học sinh ngày xưa ấy với bây giờ thầy đi qua rồi, thầy thấy nó sẽ có sự khác nhau. Bởi vì cái mong muốn học trò đối với thầy, hình ảnh của người thầy xưa và nay nó khác nhau thế nào? Thực sự ra thì học sinh những thế hệ trước nhìn vào thầy cô như những thần tượng của kiến thức, của nhân cách sống, của đạo đức và cả những vấn đề ứng xử trong xã hội. Vâng. Tuy nhiên hiện nay với cái sự thay đổi của xã hội thì rõ ràng hình ảnh người thầy cũng sẽ phải có những thay đổi để cho nó phù hợp. Cái kiến thức không phải đến từ riêng người thầy nữa. Kiến thức các em có thể tiếp thu từ ngoài cuộc sống, từ trên mạng internet. Và cái sự thay đổi trong giáo dục nó cũng khác đi. Nếu như trước kia người thầy với học trò có những cái khoảng cách khá xa, chúng ta gọi là kính nhi viễn chi. Nhưng ngày nay người thầy nếu như vẫn giữ cái khoảng cách như vậy thì không thể giáo dục được học sinh. Trước kia vai trò của người thầy chủ yếu là truyền thụ kiến thức. Ngày nay thì nếu như chỉ truyền thụ không thì chưa đạt yêu cầu. Người thầy ngày nay là phải là người dẫn dắt các em, định hướng cho các em, rồi truyền cảm hứng cho các em và có cái sự tương tác cùng nhau để đi tìm kiếm kiến thức. Thế thì cảm nó giác thay đổi như rất là nhiều rồi. Cái chữ mô phạm nó sẽ thay đổi rồi, đúng không ạ? Bản thân cái ý nghĩa của cái chữ đấy cũng như là cái nội dung của cái chữ đấy bây giờ thay đổi rồi. À, đúng rồi. Vâng. Nó sẽ có những cái sự thay đổi. Vâng. Nhưng tôi nghĩ là cái vị trí của cái từ mô phạm nó không mất đi, nhưng cái nội hàm nó sẽ phải thay đổi để phù hợp. Như vậy là nội hàm của khái niệm mô phạm, một cái thuật ngữ mà công chúng vẫn thường dành đến cho các nhà giáo với đầy sự ngưỡng mộ, trân trọng và cũng là một áp lực rất lớn đối với họ, đã thay đổi như thế nào trong thời đại mới? Mời các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Chữ sư phạm thường được gắn liền với chữ mô phạm. Lâu nay, người ta nhìn nhà giáo theo một mô thức chung, nghiêm túc, đạo mạo, chuẩn mực, từ lời nói đến hành xử đều trang nghiêm. Nhưng trong thời đại mới hiện nay, chữ mô phạm trong giáo dục dường như đã có sự chuyển biến. Tinh thần tôn sư trọng đạo, từ xưa đến nay nó vẫn nguyên như thế. Về nội dung cốt lõi của nó thì không có gì thay đổi, chỉ có điều về cái hình thức thể hiện của nó thay đổi hơn so với ngày xưa. Bởi vì bây giờ với thời đại công nghệ thông tin, thời đại 4.0, cái cách thể hiện tôn sư trọng đạo của học trò có nhiều phần
đặc sắc cũng như nhiều phần thể hiện được công khai hơn so với ngày xưa. Ví dụ, cái sự thể hiện tôn sư trọng đạo của các con, nó ngoài việc những lời chúc ra, nó còn thể hiện thông qua mạng xã hội Facebook, còn thể hiện thông qua những tin nhắn điện tử, hoặc hơn nữa, nó còn là thể hiện bởi những cái thái độ về những tình cảm, về những lời nói, những cử chỉ của các con với cả các thầy cô giáo của mình. Nếu như ngày xưa tôn sư trọng đạo, trò đối với cả các thầy cô là sự lễ phép cúi đầu, là cảm ơn, là rụt rè, trong đó có sự sợ sệt, thì bây giờ các con thể hiện cái sự thân thiện của mình hơn, có thể thể hiện sự tôn sư trọng đạo đấy thông qua cái ôm đối với cả các thầy cô, có thể thể hiện sự tôn sư trọng đạo đấy chỉ bằng một dòng tin nhắn rất nhỏ ở trên Facebook thôi. Thế là cũng đã một phần thể hiện sự tôn sư trọng đạo của các con rồi. Sự gần gũi, cởi mở giúp thu ngắn khoảng cách giữa thầy và trò, mang đến sự thấu hiểu, nắm bắt tâm lý học sinh tốt hơn. Từ đó có thể giúp đỡ các em những vấn đề trong cuộc sống cũng như trong việc dạy và học. Thực tế thì chúng ta cũng nhìn thấy đó là có những cái khoảng cách thầy trò mà bị học sinh có thể là hiểu nó chưa được đúng mực, đi quá một chút giới hạn. Người thầy cũng ít giữ mình hơn thì cái khoảng cách đó nó đã bị gần như là bị học sinh cũng như là thầy lúc nào đó, chỗ nào đó làm cho nó xóa nhòa đi. Theo mình thì cái khoảng cách đó vẫn rất cần và càng cần khi mà cái mạng xã hội nó phát triển. Và nếu như người thầy mà không còn giữ được khoảng cách đó thì cái sự tôn sư nó phần nào cũng đã bị lung lay. Và vì thế mà cái đạo nó cũng không quan trọng được nữa. Cho nên thầy vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định với trò. Thầy vẫn phải là một cái biểu tượng để cho trò hướng tới. Sự thân thiện là cần thiết, tuy nhiên là thầy cũng phải biết giữ mình, phải biết đâu là giới hạn và để tạo ra một cái khoảng cách nhất định, không quá xa nhưng cũng không quá gần, đủ để học trò có thể hiểu rằng mình vẫn là thầy. Một quy luật tất yếu là quan hệ thầy trò sẽ thay đổi khi xã hội và nền giáo dục của chúng ta thay đổi. Nhưng những giá trị cốt lõi về tôn sư trọng đạo vẫn không bao giờ bị mai một. Người thầy vẫn luôn là người được học trò kính trọng, quý mến và được cả xã hội tôn trọng. Như vậy là rõ ràng trong cái ý kiến của thầy Bình thì cái sự tiếp cận về dạy học nó đã thay đổi rồi. Trong đó thì cái việc mà mình gần gũi, giao lưu với học trò là một cái phương pháp rất là quan trọng. Theo thầy là then chốt trong cái việc mà tiếp cận mô phạm mới. Thế thì nó sẽ gặp phải vấn đề thế này, tức là học trò sẽ gần gũi hơn với thầy, khoảng cách nó không còn, nó xóa nhòa đi. Học trò sẽ có nhiều cái vượt rào, vượt khung trong giao tiếp ứng xử và cả những cái đề xuất hay những cái yêu cầu vượt quá khả năng cũng như là việc mình được phép nữa. Thế thì anh muốn hỏi Hà luôn, các em có thấy dễ dàng trong cái việc là phản ứng lại hay là phản đối một số quyết định của các thầy không? Hình như cũng có. Đến tận thời điểm này? Có. Vẫn thấy khó khăn? Tức là thứ là em nghĩ là cái vấn đề nó không nằm ở thầy cô mà nó nằm ở bọn em. Tức là đa số các bạn đều rất là sợ rằng là nếu mà mình phản đối với thầy cô thì các thầy cô sẽ kiểu không đồng ý hay là kiểu tỏ thái độ lại hay là sợ bị trù dập hay kiểu thế. Và các bạn cũng sợ chính mình nói sai nữa. Còn nếu mà khi mà bọn em đã nói lên cái ý kiến của mình thì rất đa số các thầy cô đều không, tức là đều sẽ sửa đổi, hoặc là nếu mà bọn em có nói sai thì sẽ rất là bình tĩnh và giảng giải lại, chứ không có những cái phản ứng như thế. Cá nhân em đã coi có một cái trải nghiệm nào về việc là mình có cái phản ứng hay là mình có cái phản đối mà mình lại không thỏa mãn gì phản ứng trở lại của thầy cô giáo? Cá nhân em thì không, bởi vì là trong cái suốt cái quá trình học tập của em thì em rất là may mắn được học những cái ngôi trường cũng như là được gặp những thầy cô mà em cho là khá là tâm lý và rất là lắng nghe. Còn bạn của em? Bạn của em? Quan sát của em về những bạn khác? Thì hầu như các bạn mà không lợi ngôn như em chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn thường nhát và không dám nói ý kiến của mình, mà thường thì các bạn sẽ chờ sau khi thầy cô ra khỏi lớp rồi và các bạn ấy sẽ nói to nhỏ với nhau. Có bao giờ thầy Bình chứng kiến một em học trò có cái phản ứng với đồng nghiệp của mình mà đồng nghiệp của mình đã thể hiện lại tương đối hà khắc hay là không tiếp nhận một cách theo thầy là ổn thỏa? Ngay lúc là giáo viên thì cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái phản ứng của học sinh. Trước đây có những lúc tôi cũng đã sử dụng cái quyền làm thầy để áp đặt lên suy nghĩ của các em.
và đã thất bại. Thầy có thể ví dụ không ạ? Cho nó sống động. Khi tôi trả bài, có em học sinh lên gặp tôi và nói là thầy chấm không chính đúng, xác, không chính xác. Chất vấn lại đấy. Chất vấn lại. Tôi và học sinh đó cũng có tranh luận và cái kết quả thì em đo đúng, em học sinh đúng. Mình đã chưa làm hết cái chức năng của người thầy là phải biết lắng nghe. Mình coi mình là đúng và như vậy là không thành công. Em à, em thấy thế nào về việc là các thầy cô sẽ phải dạy những điều luôn luôn đúng, hoặc các thầy cũng có thể đôi khi sai, hoặc là đưa ra những thông tin chưa chính xác? Đối với em thì cái việc mà thầy cô thi thoảng nói sai hay là như thế nào đấy thì cũng không có vấn đề gì, thậm chí là còn có nhiều thầy cô mà em gặp còn cố tình làm sai để tạo cơ hội cho học sinh có thể tăng cái tư duy phản biện và có thể phản biện được thầy cô của mình, là tăng cái sự tự tin của học sinh. Không phải học trò nào cũng sâu sắc như cách mà Hà đang nghĩ và đang trao đổi với cả anh, với mọi người ở đây, mà các bạn sẽ phần lớn sẽ là khá là bộc phát. Các bạn nghĩ là ôi thầy này kém quá, xong rồi bây giờ mạng xã hội như vậy, các bạn sẽ viết lên ra những cái lời bình luận, rồi các bạn có thể trao đổi với nhau trong diễn đàn, lập tức mất uy tín của thầy, rồi là thầy hiệu trưởng có thể gọi thầy giáo đó lên và nói là anh sai, và như thế là cái sự chỉ trích đấy nó nằm nặng nề rất lớn. Thì sự thực là có phải chính các em cũng đang gây áp lực cho các thầy về cái gọi là tính vô phạm trong cái nội dung của việc truyền tải giảng dạy không? Em nghĩ là có, bởi vì là thực ra bản thân em cũng đã từng như thế. Thế tức là em kỳ vọng điều gì ở thầy ở góc độ nội dung? Góc độ nội dung thì tuyệt đối chính xác hay chỉ tương đối thôi? Em nghĩ cần phải tương đối chính xác, cần sẽ có lúc sai, thế nhưng mà cũng nên hạn chế về tần số. Rất là thú vị. Một cách tóm tắt lại thì quan điểm của thầy Bình về cái chữ mô phạm ấy trong thời kỳ mới, trong thời đại mới là gì? Mà nói một cách mà nói chính xác thì có lẽ rất là khó. Người thầy bao giờ cũng vẫn phải là người thầy. Cái vai trò của người thầy có thể thay đổi, nhưng vị trí thì không bao giờ thay đổi. Còn có những cái sự thay đổi thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái điều đó. Còn em Hà, từ mô phạm thì có thể nó sẽ khó hơn trong việc chúng ta biện luận về nó, nhưng mà giản dị hơn có một cái từ tương đồng, đó là từ chuẩn mực. Chúng ta hay dùng nó để mà ít nhiều phản ánh được gần như các cái khái niệm, các cái nội hàm của từ mô phạm. Thế thì theo em ấy, người thầy giáo ở thời kỳ mới này này thì cần phải chuẩn mực cái điều gì? Theo em thì cái điều cần chuẩn mực nhất đấy chính là cái nội dung bài giảng trên lớp ấy ạ. Tức là những cái tri thức mà các thầy cô đem đến cho học sinh vẫn phải tuyệt đối đúng 100%. Không phải tuyệt đối đúng, nhưng mà để cho học sinh cảm thấy là sau mỗi giờ học là học sinh học được một cái gì đấy, học được về cả kiến thức lẫn những cái bài học cuộc sống mà thầy cô truyền cho mình ấy ạ. Còn những cái thể hiện khác như là thầy cô tham gia hoạt động cùng học sinh hay là cái đấy, thì em thiết nghĩ là cái chuẩn mực hay là thầy cô cần luôn phải đạo mạo và nghiêm khắc thì nó là một cái không còn quá quan trọng trong cuộc sống ngày nay nữa. Bây giờ xin mời thầy Bình, em Hà, chúng ta cùng chuyển sang một cái nội dung khác nữa nhé. Tôi là giáo viên đại học, và ở đại học thì chúng tôi có một cái hình thức đánh giá giáo viên mới mẻ trong những năm gần đây. Nó thú thực là nó cũng gây ra xáo trộn khá nhiều trong tâm lý của những người đi dạy. Đó là học trò sẽ chấm điểm thầy cô. Sau mỗi môn học là có cái thang điểm chấm đàng hoàng, và rất là hồi hộp khi là hết kỳ thì là nhà trường sẽ gửi cái văn bản đó được niêm phong kín về cho thầy cô giáo để biết là học trò đánh giá mình như thế nào. Việc chấm điểm thầy cô trong nhiều năm trở lại đây với đại học đã trở thành một điều rất là phổ thông, rất là quen biết, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn thích nghi ở tất cả các thầy cô giáo. Còn đối với môi trường của các thầy như thầy Bình và của em Hà thì như thế nào? Ở trường Trung học phổ thông Việt Đức chúng tôi cũng đã làm, và sau khi lấy ý kiến của các em học sinh cũng bằng cách là chúng tôi cũng không phải là dán công khai, mà chúng tôi cũng cho vào một cái phong bì thư gửi tới các thầy cô để các thầy cô biết rằng các cái tiêu chí này các em học sinh nó nhìn nhận mình ở mức độ nào để các thầy cô giáo có thể thay đổi. Thế thì cũng khá là tương đồng với chúng tôi ở đại học đấy ạ. Tất nhiên cũng có những thầy cô giáo chấp nhận cái ý kiến của các em học sinh và cũng đã có những cái sự thay đổi. Cũng có những thầy cô cũng không đồng ý và phản ứng lại. Thậm chí có người phản ứng gay gắt: tại sao học trò lại đánh giá được tôi? Và cái tiêu chí này tôi thấy là không chính xác. Hoặc là các em nhìn nhau, thế rồi là có cái sự tác động nào đó của quản lý hay không? Vâng. Những vấn đề đó quả thật là để đánh giá được
nó cũng đòi hỏi một cái sự thống nhất và tạo ra được một cái dư luận chung của xã hội, và ta phải coi chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cảm ơn thầy đã chia sẻ quan điểm rất thẳng thắn về cái chuyện học trò chấm điểm hay là đánh giá mình như thế nào. Ở điểm này thì anh chỉ hỏi Hà một câu rất là ngắn gọn thôi, là em đã từng tham gia hoạt động đánh giá giáo viên nào chưa? Dạ rồi ạ, trường em cũng có tổ chức cho cả trường luôn ạ. Tức là em đã tham gia hoạt động chấm điểm đánh giá thầy cô giáo, và em có thể kể lại một chút hoạt động đó. Hôm đấy là một giờ tin học thì có một cái phần mềm ở trên mạng ấy ạ, thì cô tin bảo là tất cả tải xuống và sẽ điền cái phiếu đấy và giấu tên, tức là sẽ làm mọi thứ ở việc từng danh, tức là người nhận đánh giá sẽ theo không... tiêu chí nhưng mình không phải ghi tên mình vào đúng đấy rồi ạ. Cho khách quan tuyệt đối, đúng ạ, để... thực ra cái đánh giá, cái tiêu chí đấy đánh giá ai? Đánh giá cô giáo dạy tin hay là đánh giá nhà trường, hay đánh giá các cô giáo bộ môn ạ, tất cả luôn. À, đây là một cái form dùng để cho học trò đánh giá các cô giáo bộ môn. Vâng ạ. Mà cô tin, cô giáo dạy tin chỉ là cách mình cô để điều hành thôi. Vâng, chỉ là hướng dẫn tải phần mềm này về thôi ạ. Còn cô cũng khi mà em điền thì cô cũng đi ra khỏi phòng mà cô không. Em có hào hứng không khi thấy cái form đó? Có. Chẳng mấy khi mình được đánh giá thầy cô của mình. Dạ, bọn em cảm thấy là cái việc này bọn em cảm thấy là cần thiết, bởi vì là thực sự có rất nhiều bạn cảm thấy thầy cô có vấn đề này mà cũng ngại nói. Em vừa nói lúc trước đấy là ngại sợ thầy cô sẽ có phản ứng. Đấy, và bây giờ có một cái form và người nhận sẽ không biết mình là ai, và mình có thể thoải mái nêu những cái quan điểm và ý kiến của mình, thì các học sinh hầu hết đều hào hứng. Tự em thấy trong bạn bè của mình khi mà mình thực hiện thao tác đánh giá ấy, mình có biểu hiện nào của cái sự không nghiêm túc ấy không? Dạ có ạ, tức là các bạn trêu nhau là ê, chúng mày tất cả viết như này như này như này. Nhưng mà em không biết là các bạn có thực sự điền như thế trong cái form đấy không? À, đôi khi chỉ là cái câu đùa. Đôi khi là cái câu đùa, còn mình không biết là các bạn ý có làm như thế không. Cảm ơn em. Đây là một cái hoạt động đúng là nó rất là đặc sắc, bởi vì là nó hơi mới lạ hơn so với cái truyền thống cũ của chúng ta, và đối với nhiều người thì nó cũng là một cái sự thay đổi lớn đấy. Tức là khi mà học trò có quyền đánh giá giáo viên, khi mà cái tri thức của học trò cũng như là cái sự trưởng thành học trò của nó rất là hạn chế. Quả thực là cái chủ đề này, cái việc học trò tham gia vào việc đánh giá các thầy cô giáo của mình vẫn là một cái chủ đề rất là mới và khiến nhiều người trong xã hội vẫn còn cảm thấy khó thích nghi. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả truyền hình sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chương trình để hiểu thêm về vấn đề này. Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú là một trong những trường đang áp dụng việc học sinh được đánh giá giáo viên. Các đánh giá góp ý về thầy cô sẽ được tổng hợp bằng phiếu với các tiêu chí khác nhau. Tất cả được áp dụng dưới hình thức giấu tên, bí mật thông tin của học sinh. Thông tin của các con được thể hiện trên phiếu này thì cô đảm bảo với các con đó là sẽ được giữ sự bảo mật tuyệt đối. Em tương đối bất ngờ tại vì đây cũng là lần đầu tiên em được thầy hiệu trưởng mời các bạn đến, học sinh đến để lấy ý kiến ạ. Lần đầu tiên thì em cảm thấy hơi lạ. Khi mà làm thì em nghĩ là chắc cũng chả có gì đâu, rồi cũng vẫn thế thôi ạ. Nhưng mà khi mà sau khi lấy ý kiến ạ thì nó sẽ có một số thay đổi. Ví dụ như nhà vệ sinh ạ, thì trước, tức là năm trước ạ, của em thì nhà vệ sinh không như bây giờ ạ. Nó không có gương và cái vồn của nó thì khá là bẩn ạ. Còn bây giờ thì nhà vệ sinh khá là sạch sẽ, có gương ạ. Ở trường thì không có chuyện là thầy cô trừ dập, nên là bọn em có thể nói hết tất cả những gì mình suy nghĩ. Sau khi mà mình chia sẻ các cái những điều mà mình muốn nói ra thì có các cô, các thầy đã có thay đổi và giúp cho bọn em tiếp cận được bài và có thể thoải mái trong việc học tốt hơn. Các thầy cô sẽ nhận được bảng góp ý đánh giá của học sinh vào cuối mỗi kỳ học. Bảng gồm có chỉ số tỷ lệ học sinh đánh giá các thầy cô ở mức độ bao nhiêu phần trăm, các thầy cô đứng thứ bao nhiêu và những ý kiến cụ thể của học sinh góp ý được chuyển đến tay thầy cô trong một phong bì kín. Cũng cần những ý kiến của học sinh để cho các thầy cô giáo cũng có những cái sự thay đổi để cho phù hợp hơn với các em. Muốn giáo dục hiệu quả, muốn truyền tải kiến thức cho các em hiệu quả thì hãy đến với trái tim học sinh trước. Có rất nhiều phụ huynh, giáo viên ủng hộ việc đánh giá này, nhưng cũng có không ít người phản đối vì cho rằng phạm đến truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Tại sao học sinh lại có quyền bình phẩm đánh giá những người đang dạy dỗ mình? Để học sinh đánh giá giáo viên,
nên hay không nên? Chúng ta hãy cùng bàn luận trong phần tiếp theo của chương trình. Các bạn đang theo dõi EduTalk, tọa đàm giáo dục với chủ đề tôn sư trọng đạo trong thời đại mới. Và khách mời tiếp theo của chúng ta trong ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Đinh Quang Báo, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chào mừng thầy đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trước hết xin thầy có một cái bình luận về cái việc học trò hay là người đi học ấy, có quyền, có khả năng đánh giá, chấm điểm người dạy mình, thầy cô giáo. Tôi thì cho rằng là nên dùng cái chữ là nhận xét. Thì là nó phù hợp hơn với cái trình độ của học trò. Bởi vì khi đánh giá và cho điểm là nó đòi hỏi một cái hiểu biết về đánh giá nữa, chứ không phải là chỉ có cái việc là ông có cái quyền đấy, hoặc là ông muốn làm thì ông làm được. Và dùng cảm tính của mình. Đúng rồi, cảm tính. Cho nên dùng chữ nhận xét thì có lẽ chính xác hơn với lứa tuổi học trò với thầy giáo. Việc mà học trò đánh giá giáo viên là có nhiều cái lợi. Lúc nãy em Hà nói một cái câu mà tôi rất là tâm đắc. Bởi vì chúng em còn được phải học phản biện. Và hiện nay cái tư duy phản biện, cái năng lực phản biện, tư duy phản biện thì được cả thế giới xem là một cái năng lực quan trọng nhất của cái người của thế kỷ 21. Cho nên là cái khi họ nhận xét, tức là tập cho các em, vừa có lợi cho các em là các em biết tập dượt cái tư duy phản biện. Mặt thứ hai là những cái thông tin các em đến là có giá trị với chúng ta. Tôi kể một vài câu chuyện. Tôi được học sinh có phản hồi trở lại. Khi tôi làm giáo viên, với tư cách là giảng viên đứng lớp, lúc tôi làm hiệu trưởng, dạ, tôi đều nhận được theo các kênh khác nhau. Thì một sinh viên đến trực tiếp tôi, lúc bây giờ tôi là hiệu trưởng. Sinh viên bảo thế này: em không muốn nặc danh, em không muốn nặc danh. Em đi phản ánh thầy giáo nhưng em không muốn nặc danh. Bởi vì em thấy là điều này chỉ có lợi cho cả em và cho cả thầy giáo. Và nếu thầy giáo mà sửa được thì có lợi cho rất nhiều sinh viên. Dạ. Cho nên là em không nặc danh. Em lên vậy nói với tôi thế này: có một cái bài giảng mà theo em là thầy giảng không đúng phương pháp. Giáo trình có đủ rồi, chúng em thừa sức để đọc giáo trình. Vậy lên đây thầy phải đặt ra những vấn đề để chúng em đào sâu hơn giáo trình. Chứ thầy lại phát thanh lại giáo trình thì theo em là làm lãng phí cái việc học của em. Vậy như vậy là em đã góp ý cái việc đổi mới phương pháp. Và cũng rất là có giá trị. Vâng, có lẽ ý kiến của thầy Báo khá là, tôi nghĩ là rất là rốt ráo ở cái điểm là có lẽ mọi người đều cổ suý cho cái việc là nên có nhận được những cái phản hồi từ người học thông qua cái việc họ được đánh giá bằng nhận xét, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà lượng hóa thì đúng là một câu chuyện, đó là cách làm. Mà cách làm này thì tương đối phức tạp. Nói về cái câu chuyện người học trò có thể đánh giá hay là nhận xét thầy cô giáo, cũng chỉ để chúng ta lại trở lại một cái chủ đề mà chúng ta nói hôm nay, đó chính là câu chuyện về mô phạm, về chuẩn mực. Thầy Báo là người đã làm việc quản lý và giảng dạy trong một cái nôi về sư phạm hàng đầu của đất nước Việt Nam chúng ta, Đại học Sư phạm, trong rất nhiều năm qua. Thì các thầy đã hướng cái chuẩn mực ấy cho những giáo sinh của mình để trở thành thầy cô giáo sau này như thế nào trong suốt một chặng đường dài vừa rồi? Và điều đó có thay đổi không ạ? Cái giá trị của thầy giáo là vĩnh cửu. Mỗi con người không thể thiếu thầy giáo. Mỗi gia đình cũng không thể thiếu thầy giáo. Một quốc gia rõ ràng là không thể thiếu thầy giáo. Và cả các thế hệ loài người không thể không có thầy giáo. Bởi vì thầy giáo là người chuẩn bị cái thế hệ tiếp nối cho tương lai. Cho nên nếu mà một cái thế hệ tương lai mà không được giáo dục ấy, thì sẽ không có sự phát triển bền vững, cái sự duy trì của cái gia đình ấy, của cái quốc gia ấy. Cho nên là cái giá trị ấy là vĩnh cửu, lúc nào cũng có giá trị. Nhưng mà dù là thời nào thì có hai tiêu chí sau đây giá trị thầy giáo. Một đấy là thầy giáo có giá trị là bởi vì thầy giáo là người là đại diện cho một thế hệ trước, truyền bá lại cái trí thức của thế hệ đó cho thế hệ trẻ để thế hệ trẻ dùng trong tương lai. Thì đó là cái giá trị thứ nhất, là truyền bá lại. Cái giá trị thứ hai là bản thân nhân cách của thầy giáo cũng là một giá trị giáo dục. Cho nên riêng giáo viên ấy, giáo viên thì là cái uyên bác về trí thức là một. Thứ hai là bản thân nhân cách của giáo viên cũng là nội dung giáo dục. Cho nên hai cái đó nó buộc thầy giáo phải rất mô phạm. Trước những ý kiến khá là hà khắc của công chúng về cái gọi là chuẩn mực của người làm thầy ấy, trong thời kỳ mới, thì thầy có quan điểm thế nào khi chẳng hạn như là họ nói rằng là chúng tôi mong muốn các thầy bớt giảng lý thuyết đi, mà các thầy có giỏi thật sự hay không để mà giảng thực hành? Đấy chẳng hạn một cái bình luận nó rất là chạm như thế thôi.
thì thầy nghĩ thế nào về về việc đó? Thầy giáo trong xã hội hiện tại và cho đến thời điểm này thì cứ 4 năm là tri thức khoa học của nhân loại tăng gấp đôi. Mà thầy giáo là người truyền đạt lại cái kho tàng ấy cho thế hệ trẻ, thì rõ ràng là người ta đòi hỏi giáo viên, bản thân giáo viên phải có một cái chuẩn mực mới là phải học nhiều hơn, phải học nhanh hơn, phải học quyết liệt hơn, thì đó là một cái chuẩn mực mới của thầy giáo mới có thể đứng bục giảng được để tiến kịp với cái việc là cái sự mong mỏi của cái thế hệ trẻ là được truyền đạt lại cái trí thức mà vốn liên tục cập nhật và đổi mới trí thức khoa học của loài người, thì đó là một cái mà buộc thầy giáo phải có. Thứ ba là trong xã hội chúng ta là một cái xã hội mà gọi là một thế giới phẳng, cho nên là cái thế giới phẳng ấy đã cho chúng ta biết rằng là cái trí thức của loài người ấy, thì là mỗi con người trong xã hội hiện tại là tắm mình trong một cái bể thông tin về trí thức khoa học. Thế cho nên là thầy giáo không còn là một cái nguồn duy nhất về cung cấp thông tin khoa học, mà thầy giáo phải có một cái chuẩn mực mới là nếu thầy giáo chỉ có cái việc là đi truyền đạt lại kiến thức đã có thì cái kho tàng vô cùng lớn ấy không bao giờ là không khả thi, không khả thi. Cho nên thầy giáo phải thay đổi, dạy cho nó kỹ năng lựa chọn, kỹ năng sử dụng cái thông tin đấy để có ích cho mình, thì đó là cái đổi mới mà thầy giáo, một cái chuẩn mực mới mà thầy giáo phải thay đổi. Và thầy giáo mà không đuổi kịp cái chuẩn mực đấy thì thầy giáo sẽ không thể hiện được cái giá trị của mình. Cái chỗ mà thầy báo đang nói, thưa thầy Bình, là công chúng đang có cái bình luận rằng là đấy là chúng ta khao khát như vậy, chúng ta đặt yêu cầu như vậy, nhưng mà thực lực thì giáo viên chưa làm được điều đấy. Vẫn nói về việc là cần phải cởi mở hơn trong tư duy giáo dục, cách dạy dẫn đến cách học của học trò, rồi là phải chấp nhận những cái sự phản biện của học trò để cái môi trường giáo dục nó dân chủ hơn, nó thông thoáng hơn và đi đến với kiến thức một cách tự nhiên hơn. Nhưng phần lớn giáo viên, các thầy cô giáo vẫn chẳng thích thú gì cái việc học trò phản biện mình hay là đặt câu hỏi. Các thầy vẫn thích lối lên lớp giảng một chiều. Thì sự thực là tôi xin bình luận của cả hai thầy về điều này. Thầy Bình chưa ạ? Thực tế hiện nay là như vậy. Tức là đúng, công chúng nói, người ta nhìn nhận như thế là cũng khá đúng. Cũng khá đúng, sát với thực tế. Thực tế thì việc giảng dạy ở trong nhà trường đòi hỏi hiện đại, hiện nay đấy, đòi hỏi cái sự đổi mới rất lớn, đổi mới về phương pháp giảng dạy, đổi mới về kiểm tra đánh giá, đổi mới về cách tiếp cận, cách giáo dục đạo đức học sinh. Tuy nhiên thì ở một bộ phận không nhỏ, thầy cô vẫn ngại cái sự thay đổi. Thôi thì cứ nói cho học sinh nó nghe. Đấy là cái cách truyền thụ một chiều. Đơn giản. Mà cũng không phải động não nhiều. Cách kiểm tra cũng có những thầy cô giáo, và đặc biệt ở những cái môn học mà các em nó coi là nó không cần phải đi thi chẳng hạn. Như vậy nó đã làm chậm lại cái quá trình đổi mới rất nhiều. Còn thầy báo sao ạ? Cái câu chuyện vừa rồi, góc nhìn của thầy. Cái nhận định vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Chúng ta nói thế, nhưng trong thực tế thì giáo viên chúng ta cũng phải, chưa phải là nhiều người đã làm được như thế. Muốn thay đổi cái đó thì nó phải có nhiều giải pháp đồng bộ. Nói về điều này thì còn có nhiều giải pháp. Trong đó có giải pháp về phát triển cái đội ngũ giáo viên thế nào. Mà muốn phát triển đội ngũ giáo viên thì giáo viên là phải người giỏi. Gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái đầu vào của sư phạm là nó có vấn đề. Vậy thì rõ ràng đấy là những vấn đề mà báo hiệu một cái rất là tiêu cực nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà không nâng cái đội ngũ giáo viên lên. Và trong nâng đội ngũ giáo viên thì có chương trình đào tạo, có việc là tuyển sinh đầu vào, phải là những cái người mà gọi là tính tú nhất, thì chúng ta chưa làm được cái việc này. Thì không chỉ là bàn về những cái giải pháp chung cho cái việc thay đổi phát triển giáo dục Việt Nam, mà một cái chủ đề nhỏ hơn nữa, một cái vấn đề nhỏ hơn, đó là cái việc chúng ta làm gì để tác động thay đổi cái suy nghĩ vốn là thủ cựu ấy, trong các giáo viên hiện nay về cái việc là thay đổi phương pháp này, rồi tiếp cận đối với học trò. Thì theo các thầy có cái cách nào không? Kinh nghiệm ngoặc nước thì người ta phải làm mấy giải pháp sau đây để giải quyết được cái việc. Một là người ta phải có chính sách để đưa những người giỏi nhất vào đào tạo. Thứ hai là đưa vào đào tạo rồi ấy, thì phải cho họ một cái quyền sáng tạo, được quyền tự do sáng tạo, và giáo viên là tối thượng được tự do sáng tạo, và như vậy mới cải thiện được cái việc như thế. Tức là họ có khả năng sáng tạo và cho họ cái quyền sáng tạo, thì hai cái đó nó phải đi với nhau, thì là lúc bây giờ có thể cải thiện được cái vấn đề. Cái thứ ba là
giáo viên có hai cái đó rồi, thì muốn chất lượng lên thì giáo viên phải hiểu học trò, phải có năng lực hiểu học trò và khám học trò thường xuyên để biết học trò mà yếu một cái là phải phụ đạo ngay, phải giúp đỡ ngay, thì như thế là giáo dục chất lượng sẽ lên. Thì đó là mấy yếu tố kinh nghiệm của các nước, và tôi cho là chúng ta phải học cái kinh nghiệm và đấy là căn cơ nhé. Nó không mới nhưng mà rõ ràng áp dụng ở đất nước chúng ta nó sẽ có những cái điều kiện hợp lý ở thời điểm hiện nay. Trong một cái nền giáo dục mà lấy học trò làm trung tâm mà chúng ta vẫn nói rất là nhiều ấy, thì hóa ra vai trò người thầy là vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Vô cùng quan trọng. Thế thì trở lại với cái chủ đề của ngày hôm nay là tôn sư trọng đạo trong thời đại mới, thì xin hỏi thầy Bình và thầy Báo là cái truyền thống ấy nó có gì mới hơn ở thời kỳ này không ạ, so với ngày xưa? Tôi nghĩ là cái truyền thống tôn sư trọng đạo có lẽ là nó vẫn còn nguyên cái giá trị. Tuy nhiên nó cũng có những cái sự thay đổi, chứ nó không còn như trước đây nữa. Cái đạo làm trò thì là phải tôn trọng thầy cô giáo, phải biết nghe lời. Thế nhưng bây giờ là cái nghe lời nó khác. Không luyện thầy ngày xưa. Đúng, không phải là thầy nói cái gì là trò nghe như vậy. Mọi điều thầy nói ra là chân lý. Mà bây giờ các em cũng có thể phản biện lại những ý kiến của mình, hoặc nêu ra những ý kiến của mình, nêu ra cái suy nghĩ của mình về những vấn đề mà ví dụ như là bài học hoặc là những vấn đề khác trong cuộc sống. Thế còn thầy Báo, cái chữ tôn sư hay cái chữ trọng đạo theo thầy ở trong thời đại mới này nó cần được chú ý ở cái điểm nào nhất? Tôi cho là cái giá trị ấy đối với chúng ta và có lẽ là cả thế giới người ta đều quý thầy giáo cả. Thì như tôi nói lúc nãy là cái giá trị là vĩnh cửu. Chỉ có cái hành vi thể hiện thì nó có thể thay đổi theo cái văn hóa của một quốc gia, của một cộng đồng, của một thời đại. Thì cái văn hóa nó có thể khác. Nhưng ở thời đại ngày nay ấy, thì cái tôn sư trọng đạo nó phải được nằm trong môi trường dân chủ hóa. Thì cái đó là cái quan trọng. Mà khi dân chủ hóa thì có thể là nó phải sửa đi những cái hành vi. Ví dụ như lúc nãy là có để cho học trò là sợ mình không? Và thậm chí là bây giờ tôi xin nói là bây giờ tôi thay con sợ trò. Cho nên giáo viên hiện nay là cũng rất nhiều rủi ro và lo lắng cái việc là mình cũng yêu học trò thôi. Nhưng mà có khi cái yêu mà nó lại cũng người ta không hiểu cái bản chất của cái việc hành vi của mình ấy, người ta lại xuyên tạc cái đó đi. Thì tự nhiên mình lại thành có tội, thành là mình ghét học trò. Mà cho nên là Bồ Tát đã có cái việc là chỉ muốn ở nhà trường thân thiện, học sinh tích cực. Học sinh tích cực là tất cả những cái thứ ấy là để chúng ta thể hiện một cái môi trường văn hóa. Và khi chúng ta có môi trường văn hóa ấy, thì vấn đề tôn sư trọng đạo nó sẽ được đi đúng nghĩa của nó. Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lý Quang Báo và thầy Nguyễn Quốc Bình đã đến với EduTalk ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình của chúng ta được thực hiện trong một khoảng thời gian rất ý nghĩa. Ngày 20 tháng 11 là cái ngày mà chúng ta vẫn gọi là ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Quả thực là một ngày quan trọng. Chúng ta chứng nhận được cái sự nỗ lực của cả xã hội trong việc là để dành sự quan tâm của mình và những hành động cụ thể chăm sóc và hướng đến các thầy cô giáo. Và thú thực là các thầy cô giáo cũng rất là kỳ vọng ở cái dịp này để được đón nhận cái sự quan tâm ấy, để xem là cái năng lực của mình, cái vị trí của mình đang ở đâu trong xã hội hiện nay. Và hy vọng rằng cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay với cái chủ đề là tôn sư trọng đạo trong thời đại mới đã đưa đến cho quý vị những cái thông tin để quý vị suy nghĩ thêm. Và hy vọng rằng chương trình của chúng ta ngày hôm nay với cái chủ đề là tôn sư trọng đạo trong thời đại mới đã đưa thêm cho quý vị những thông tin để quý vị suy nghĩ về vai trò người làm thầy trong thời đại mới này. Xin cảm ơn một lần nữa khách mời đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong EduTalk số sau.